chào các bạn, mình sẽ giới thiệu thêm các bạn máy cộng cáp A2C của thương hiệu Tronmat ha, do Luis Siret làm đại sứ thương hiệu. Thì Tronmat này là của châu Âu ha, đây là sản phẩm, hai sản phẩm chính hãng nên nó được bảo hành ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài nó chỉ là 0.3 mét thôi, cho nên rất là thuận lợi cho chúng ta dùng chung với sạc dự phòng ha. A2C các bạn nha, sạc và đồng bộ dữ liệu chuẩn USB 2.0 nha. Đó, khi các bạn lấy là chúng ta đồng bộ dữ liệu thì để rất gọn, xung máy tính bảng hoặc là cái laptop mà dùng cổng C như này nè thì chúng ta dùng nó rất là gọn ha. USB 2 sạc chung sạc dự phòng. Ok, thì chúng ta có hai màu là màu xám và màu đỏ đây ha. Thì mình sẽ lấy ra, đây là sản phẩm chính hãng và ni lông cho nên nó rất là chắc chắn bạn ha. Đó, đây là cặp màu đỏ, thì mình sẽ lấy qua một bên. Còn đây là cộng màu xám ha, để qua bên luôn để cho bạn thấy nó gọn ha. Bên ni lông lỗi nó dùng ở trong là gia cố được bằng sợi kevlar đó, là cái sản xuất áo chống đạn các bạn à, nên là rất là chắc chắn nha. Kevlar đó, nó gia cố là bằng kevlar nên nó rất chắc chắn, bạn an tâm ha. Là thương hiệu mà khá là nói chung là cũng cũ rồi, nhưng mà cái ở Việt Nam thì không có nổi tiếng bằng Anker hoặc là OK hay là Mofi ha, Rap Rapower, nói chung nó không nổi tiếng bằng, cho dù nó rất là chất lượng. Ok, thì để mà dùng cái sản phẩm này á thì chúng ta chỉ cần có một sạc dự phòng á, chúng ta đi ăn uống rồi đó, chúng ta đi ăn uống chúng ta sạc cho nó rất là tiện lợi, nó ngắn gọn. Không có dài là cộng 0.9 mét, chúng ta dùng rất là tiện ha. Samsung A51 sạc nhanh đây là hỗ trợ sạc nhanh, nên các bạn thấy này sạc nhanh nó sẽ hiện cái đèn màu xanh để báo sạc nhanh nè. Để mình đo cho các bạn xem cho dễ thôi ha. Thì chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái cáp 0.3 mét này nè, chúng ta thấy nó rất là lợi ở chỗ là chúng ta đi đứng đều đó, đi chúng ta vừa di chuyển vừa sạc ha, nó rất là tiện. Như các bạn vừa đi, các bạn vừa dùng vì nó rất là tiện, nó không có còn vướng bận. Mình chưa thấy cái mặt của mình nữa, mình không có mở khóa được ha. Ok, đó, thì chúng ta sử dụng nó rất là đơn giản ha, nó cầm nè, hoặc là chúng ta vừa cầm vừa sử dụng vừa đi, và khi chúng ta đi ăn uống gì đó chúng ta chỉ cần đặt nó trên bàn như vậy ha, là chúng ta thấy là nó rất là gọn rồi ha, chứ không cần phải dây vợ lòng thòng thì nó hơi chiếm diện tích đó. Thì chúng ta thể bỏ vào ba lô hoặc là bỏ vào mấy ví bạn nữ á, là chúng ta dùng rất là tiện lợi ha. Đó là chúng ta đang nói về cái điểm lợi của cái cộng cáp 0.3 mét so với những cộng cáp 0.9 hoặc là 1.2 ha, nó đều có một cái tác dụng riêng của mỗi cộng cáp ha. Thì để đồng bộ với laptop hoặc là sạc với máy tính bảng mà chúng ta có cái cổng C á, thì mình có thể là mình mua thêm cái đầu nối. Thì chúng ta có thể đồng bộ và sạc với những cái thiết bị như là laptop hoặc là máy tính bảng mà dùng cổng C. Đang sạc ha. Khi này là do cái máy mắc này nó không hỗ trợ sạc nhanh nên nó chỉ để là đang sạc thôi bạn ha. Còn khi mà sạc nhanh thì như nãy mình nói là nó để sạc nhanh, cái này đang sạc ha.
không có sạc nhanh đó, nhưng mà chúng ta thể đồng bộ dữ liệu được đó. Đó là cái điểm hay của một cái cáp ngắn gọn ha, chúng ta để thì nó khá là gọn thôi chứ không có gì ha. Thì chúng ta có thể tìm nó, lấy nó trong đây ra ha. Ok thôi, mình cái này thì nó ngắn thì mình sẽ giới thiệu ngắn thôi ha. Nó thì chúng ta sạc, mình sạc hoặc đọc bộ dữ liệu thì chúng ta để nó cũng khá là gọn ghẽ ha. Đó vậy thôi. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo ha. Cáp Tronmat gia cố bằng lõi Kevlar, vật liệu sản xuất áo chống đạn ha. A2C bệnh ni lông dài 0.3 mét.